Cư dân bang Queensland của Úc ngày 6 tháng 2 đã bắt đầu dọn dẹp và đánh giá thiệt hại nhà cửa sau khi lụt đội càn quét khu vực. Hơn 1.100 cư dân thành phố Townsville phải sơ tán hồi đầu tuần sau khi nhà chức trách mở cổng những con đập đã ngập nước mưa. Thiệt hại bảo hiểm ước tính lên tới 32 triệu đô la. Trong tuần qua, khoảng 1.012 mm nước mưa đã đổ xuống đây so với 886 mm của toàn năm 1998, năm có vũ lượng cao kỷ lục trước đây. Bà chập cư dân vẫn còn phải đang tạm trú trong các trung tâm sơ tán. Các nhà chức trách cảnh báo một số khu vực sẽ tiếp tục có mưa lớn.